Nhiều quý khách hàng hỏi em rằng có bộ bàn ghế nào thích hợp với không gian nhà phố tầm 3,5m không em? Thì hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi xem một bộ bàn ghế chạm đào với kích thước tay 10 vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế và thích hợp với không gian nhà mình. Mời mọi người theo chân em nhé. Đây là bộ bàn ghế mà em muốn giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay, bao gồm có 6 món: một bàn, một đoạn, hai chiếc đôn ngồi và hai chiếc ghế đơn. Với chất liệu để làm nên bộ bàn ghế này đó chính là gỗ gõ đỏ. Khi nhắc đến dòng gỗ này, chúng ta sẽ hình dung ra một màu gỗ, đó chính là màu vàng nhạt và sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thật là ấm áp. Đặc biệt trên thị trường ngày nay sử dụng gỗ gõ đỏ rất là nhiều. Chúng ta có thể hình dung ra được độ cứng chắc nó như thế nào thì mới được sử dụng phổ biến như vậy, đúng không mọi người? Có thể nói là thời hạn để sử dụng cho cái bộ bàn ghế này có thể lên đến vài chục năm lận ấy ạ. Và với họa tiết chủ đạo đó chính là họa tiết chạm đào nè mọi người. Chúng ta có thể thấy là hình ảnh quả đào kết hợp với những chiếc lá sẽ mang lại sức sống cho bộ bàn ghế này. Đặc biệt là cái phần tựa lưng được sử dụng hình ảnh tráng gương sẽ mang lại cảm giác đơn giản và dễ dàng vệ sinh khi mà bộ bàn ghế chúng ta sử dụng lâu dài. Ở giữa sẽ có họa tiết là hoa lá tây nè mọi người. Chúng ta có thể nhìn thấy được sức sống rất là tràn trề trong cái bộ bàn ghế này luôn. Mỗi chiếc yếm ghế đều được điểm xuyến rất là nhẹ nhàng bởi những cái họa tiết lá tây chạm trổ rất là kênh bông nè. Chúng ta có thể hình dung giống như thật luôn. Và phần chân ghế được chạm hình ảnh đó chính là hộ phù, giúp cho tốt cho phong thủy trong việc trấn trạch trừ tà và xua đuổi tà ma. Ở trên cái phần tay ghế thì được thiết kế rất là nhẹ nhàng với họa tiết là tay móc đây, rất là dễ dàng vệ sinh lau chùi luôn. Về phần mặt bàn, mặt ghế được Sơn Đông sử dụng đó chính là những miếng gỗ liền tấm với độ dày lên đến 2cm, sẽ tạo cho chúng ta cảm giác sang trọng khi đặt vào không gian. Và một điều đặc biệt ở cái bộ này nữa đó chính là những cái phần gỗ được chọn vân rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều vân, gỗ gõ đỏ mà vân như thế này thì rất là hiếm luôn. Với thiết kế tay 10 nhỏ gọn, tuy nhiên cái phần không gian ngồi đã được cân đối rất là tối đa. Bộ bàn ghế này chúng ta có thể ngồi tận 8 người. Riêng cái đoạn này thì có thể ngồi được 4 người nè mọi người. Mà mức giá để sở hữu được em nói về cho không gian là chưa tới 37 triệu đồng. Hiện tại thì bộ bàn ghế này đang trưng bày tại showroom số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Có thể nói bộ bàn ghế này là best seller của Sơn Đông và có rất là nhiều khách hàng hỏi. Nãy em có nói phần diện tích cần đặt cho bộ bàn ghế này đó chính là 3,5m. Tuy nhiên em đã cộng thêm 1m lối đi rồi. Có nghĩa là phòng khách của chúng ta chỉ cần 3,5m là chúng ta có thể đặt được bộ bàn ghế này rồi. Rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn, đúng không nào? Ai quan tâm có thể liên hệ đến em thông qua số hotline mà em ghim trên màn hình hoặc là đến ngay showroom để được em hỗ trợ và tư vấn cho mình trực tiếp. Và em là Thu, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.